Xin chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh sinh viên. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Tấn Hưng, sinh viên của Đại học EDIC và mã số sinh viên của em là CV021HP07. Hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ môn Focus on Excellence và review lại một buổi học là những video trước, và hôm nay chúng ta sẽ cùng chuẩn bị bài mới về môn Focus Excellence, và chủ đề hôm nay sẽ là review tâm đắc về một cái keyword chính, keyword mà bản thân em chọn lựa ra ở bài tập về nhà buổi trước, và chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu, tìm hiểu, nghiên cứu cái từ khóa này, và cùng nhau chí ít là cũng có thể cùng nhau giúp cùng nhau là tìm hiểu và trang bị thêm một cái kiến thức cho bản thân. Đó. Thì ở hiện tại từ khóa mà em chọn ở buổi ở bài tập về nhà để chúng ta cùng nhau bàn luận nói chuyện về bài tập chuẩn bị hôm nay đó chính là từ khóa new. Đó, đó chính là cái mới. Cái new là cái nó biểu hiện cho những cái kiến thức học tập, những cái kiến thức mới, tích lũy những kiến thức mới, phát triển những cái kiến thức mới. Chúng ta cần phải luôn luôn trau dồi, học tập, tiếp thu những cái kiến thức mới hàng ngày, từng ngày, từng ngày, từng ngày, luôn luôn cải tiến và làm mới và đổi mới bản thân. Đó, làm sao mà để cho bản thân chúng ta của ngày hôm sau tốt hơn bản thân của chúng ta của ngày hôm trước chỉ 1% thôi. Đó, chúng ta tiến bộ hơn ngày hôm trước chỉ 1%, và ở trong cuộc sống gắn liền với chữ new thì nó sẽ có một cái chúng ta cần hiểu là chúng ta không cần thiết ở ngoài xã hội, ở ngoài cuộc sống có rất là nhiều cái vô cái xô bồ, cái cuộc sống xô bồ, cái cuộc sống bon chen nhau, tranh giành đấu đá nhau, nhưng mà chúng ta không lấy đó để cạnh tranh, để thù hằn, để gọi là hơn thua với họ, mà chúng ta hãy tự chiến thắng bản thân mình, không cần phải chiến thắng ai ngoài kia cả, mà bản thân chúng ta sẽ phải tự đứng dậy và tự chiến thắng được bản thân của mình, và bản thân mình phải tốt hơn ngày hôm qua 1%. Đó, tốt hơn ngày hôm qua có nghĩa là chúng ta sẽ phải học tập, đổi mới tất cả mọi thứ, phải new. Đó, phải làm mới tất cả mọi thứ từ những việc nhỏ nhất, chi tiết nhất, nhỏ nhặt nhất như là việc học tập đó để tích lũy kiến thức mới, hay là việc bổ sung thêm những cái kiến thức hành động tốt cho bản thân, bổ sung những cái ý thích, những cái sở thích thật là tốt cho tương lai của bản thân, hoặc là bổ thấy bản thân mình chưa tốt cái phần nào đó, chúng ta sẽ cần phải review lại những cái đặc điểm, những cái đặc tính của bản thân, xem cái nào tốt, cái nào xấu. Đó, nếu mà cái nào xấu thì chúng ta sẽ làm, sẽ ngồi suy nghĩ, sẽ nốt, sẽ liệt kê ra tất cả những cái xấu của bản thân, và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái nào và chúng ta làm thế nào để nó tiến bộ, để nó tốt, để nó không xấu nữa. Tự bản thân chúng ta cần phải hiểu điều đó. Vì em lấy ví dụ như là hiện tại bản thân em mình có tự review lại được và mình có thể tự hiểu được là hiện tại mình có một cái thói quen rất là xấu, đó chính là thói quen chơi game. Chơi game cũng như là chơi điện tử thì nó sẽ ngốn rất là nhiều thời gian, không gian và cái mindset của bản thân chúng ta. Đó, đến nỗi đến một mức có thể là chúng ta đã bị nghiện game, vì những cái lúc mà bản thân em đi học hàng ngày đi làm, nhưng mà những cái lúc mà mình rảnh rỗi hoặc là mình về nhà ở những cuối ngày thì mình luôn luôn tìm đến game, mình có cảm giác rất là thiếu thốn, rất là khó chịu và luôn muốn tìm đến game để có thể là chơi nó, để có thể thoải mái có những cái giây phút trải nghiệm chơi game đó, vì mình cảm thấy là mình không chơi game thì mình cảm giác là rất là chán, không biết làm cái gì, và khi nghĩ suy nghĩ đến là mình chơi game thì nó có những cái cảm giác nó khiến mình rất là kích thích, rất là vui vẻ đó. Vậy vậy nên là chúng ta đã bị kiểm soát bằng game lúc nào mà không biết, vì thực chất đối với bản thân em vào những cuối tuần mình đặt target cho bản thân là thứ bảy chủ nhật mình vẫn sẽ học tập phát triển bản thân, ví dụ như là ví dụ thứ bảy nghỉ thì em sẽ đặt lịch target là có thể học thêm những kiến thức mới, ví dụ là một buổi sáng là đọc sách,
buổi chiều có thể là lên YouTube để có thể xem được những video mới, học tập được những video mới, phát triển những kiến thức mới, đó là tốt cho chữ chữ new. Nhưng thực chất mình lại đi trái lại với quy tắc, đi ngược lại với quy tắc, vì những cái thứ ở trong giả định, ở trong mơ thì thường để thực hiện ra thì nó sẽ rất là khó. Chúng ta phải có cái kỷ luật rất là cao đó. Và khi mà sáng thứ bảy đến ấy, thì không phải những cái thứ mà em đặt ra, mà bản thân mình tự nhiên lúc đấy cảm giác ơn hèn, cảm giác rất là muốn nghỉ ngơi, muốn xả stress, chứ không phải là muốn lại lao đầu vào học tập, lao đầu vào phát triển bản thân, mặc dù biết cái đó là tốt, nhưng bản thân chúng ta lại không muốn, chúng ta chỉ muốn giải trí, muốn thoải mái đó. Lúc đấy thì lại nghĩ là thôi được rồi, cứ dành một buổi sáng để có thể là thư giãn thoải mái trước đã đấy, và vào luôn game chơi chơi đến tầm trưa. Thì trước khi lúc chơi game thì cũng có nghĩ là sáng thì cứ thư giãn thoải mái đó, xong rồi để tối tối thì bắt đầu chiều chiều bắt đầu mới vào học đó, và tối bắt đầu mới vào tập trung vào việc phát triển bản thân, thì lúc đấy vẫn chưa muộn vì mình còn cả ngày chủ nhật. Nhưng mà thực chất là đến buổi trưa khi mà chơi game xong ấy, lúc đấy cũng cảm giác là càng chơi càng càng khiến bản thân càng lười hơn, càng ơn hèn hơn, càng nặng hơn, không hề muốn là tập trung vào việc học tập gì cả. Mà kể cả khi mà chúng ta tập trung vào việc học tập, chúng ta lại bị phân tâm bởi những cái ván game chúng ta vừa chơi. Ví dụ như là chúng ta tại sao chúng ta không thể thắng được cái ván đó, hoặc là không thể đạt được cái xếp hạng nhất ở ván đó, nói chung là sẽ có rất nhiều suy nghĩ nó tác động đến bản thân chúng ta, thì chúng ta không thể tập trung được trong cái công cuộc để có thể tập để có thể là học những cái thứ mới đó. Thì cái chúng ta cần review, quay lại ở đây là chính là cần phải review những cái thói quen, những cái tính cách mà hiện tại chính bản thân mình, cũng như hoặc là có thể đi hỏi góp ý từ những người xung quanh, những người ngoài cuộc, thì họ có thể là nhìn nhận những cái thứ nó tốt nhất cho bản thân mình. Vì chất nếu mà những bạn mà bị nghiện game đó, quá lún sâu vào game rồi, thì các bạn nghĩ đó là không phải là điều xấu, các bạn cứ làm thôi, các bạn nghĩ nó tốt. Nhưng những cái người ngoài cuộc họ biết đâu là đúng, họ mới biết đâu là đúng, họ mới có cái nhìn khách quan đâu là sai đó, và họ biết là chơi game là xấu và họ sẽ khuyên mình bỏ. Và khi mà họ và mình bản thân mình cũng suy nghĩ lại là thấy nó không tốt cho bản thân, và người ngoài nhiều người cũng khuyên là đúng là nó không tốt, chúng ta sẽ cần lúc đó chúng ta sẽ cần phải là học những cái thứ mới, như là cải tiến bản thân của chúng ta. Cải tiến bản thân ở đây bằng cách là dần dần từ từ bỏ game đó, bỏ game này, cách xa game, không chơi game. Chúng ta ví dụ chúng ta chơi cả ngày thì chúng ta giảm xuống chơi nửa ngày, từ nửa ngày giảm xuống chơi 1 2 tiếng, 2 tiếng xuống 1 tiếng, 1 tiếng trên nửa tiếng, cuối cùng là biến mất luôn đó, chúng ta sẽ không chơi nữa. Vì khi mà chúng ta hoặc là chúng ta cũng có thể chọn cái cách là chúng ta sẽ bỏ luôn, vì thực chất là cái cách giảm từ từ nó sẽ dễ dàng hơn, còn cái cách khó khăn ấy thì chúng ta sẽ tự động bỏ game, không chơi game nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta tự động bỏ game như vậy, nó cũng sẽ có một cái tác hại, đó chính là chúng ta sẽ rất là khó chịu, ngứa ngay trong người ở giai điểm ở giai đoạn đầu, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta. Vậy nên là các bạn cũng có thể cân nhắc về cái cách đó đó, thì nó rất là cực đoan cho bản thân. Nhiều lúc chúng ta giống kiểu mà cơn nghiện ma túy, thì khi không có ma túy chúng ta cảm thấy rất là vùng vằng, rất là đau đớn, rất là khó chịu đó, và không thể tập trung làm được cái gì đó, thì nó sẽ mất một khoảng thời gian như vậy. Thì sẽ có 2 cách như vậy, thì mong các bạn cũng có thể là cố quen, và mình cũng có thể cùng nhau để phát triển, để review những cái thứ tốt, những cái thứ xấu của bản thân, và luôn luôn cập nhật nó. Thứ tốt rồi thì chúng ta giữ lại và cải tiến, còn thứ chưa tốt thì chúng ta sẽ biến nó thành thứ tốt và cải tiến thêm đó. Thì cái lời khuyên vừa rồi thì cũng đã kết thúc về phần chia sẻ của em về bài tập chuẩn bị buổi mới của môn Focus on Excellence tuần này. Thì nếu mọi người thấy hay, đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh Sinh viên Đại học Eric nhé. Và đừng quên đón chờ mình yêu lần sau. Nếu mọi người có góp ý gì thì có thể để lại dưới phần bình luận, hoặc có thể nhắn tin trực tiếp cho em, thì em sẽ có thể là nhận góp ý để cải tiến những cái video sau tốt hơn, hoặc là có thể trả lời những cái góp ý của mọi người. Xin chào và hẹn tạm biệt mọi người. Bye bye.